xóa sạch mách đi luôn. Hả? Sao? Chờ nắng ok hả? Hai mai hả? Ờ, cái hát mai mai để đi xin cái 2.1 đẩy vào thì chắc là mở được. Bây giờ chưa có, máy đó chưa có cái đấy. Xử lý cho lên tín hiệu đã. Hả? Bây giờ xử lý cho lên hết tín hiệu đã. Bây giờ tín hiệu còn thiếu vô thằng nào đâu anh? Thiếu cái đồng hồ thôi. Kiểu mỗi cái đồng hồ 131 đi. Xóa hết chỉ để lại trang overview. Ờ, hay kéo dây thử, tí thử. Để đang xin ờ, thử xem. Cổng CV1 ấy. Cái HMI để tự nhiên bắt version mới thì để xin á. Đéo hiểu. Mình đang không hiểu. Lại bắt 2.1 nữa rồi. Rồi, xóa hết đi. Rồi, xóa sạch bách đi. Rồi. Đấy, sau khi xóa hết đi thì bây giờ mọi người bắt đầu thêm cho mình một cái trang đầu tiên là cái trang AI đấy, để khai báo analog ấy. Mở cái bản vẽ nhị thứ lên để xem là AI của con 87L khai báo như thế nào. Giống mặt Bezu thôi. Đây, bản vẽ nhị thứ 7A. E01. Đây, mở cái trang này lên. À, cũng dùng 1234 của 8 9 10 11.
nhụm analog. Khai được dòng này. Đấy, mọi người cũng dùng sử dụng cái khối là may đấy. Đấy, nhưng mà khác cái là con 87L này nó ngoài 3 mm dây, 8 mm dây nó còn có 1 mm dây ạ. Thì cái này mình phải khai cả 1 mm dây ạ. Vì con này nó là 87L nên là nó cần thêm một cái cả cái 1 mm dây. Đấy, mọi người lối vào cái này ai quên thì có thể xem lại con bê su đấy, đâu làm y hệt. Xong mình khai được một cái dòng 1 mm dây đấy, xong rồi thì mình có thể là copy paste lại là sẽ được cái 3 mm dây. Còn một cái nữa là cái 8 mm dây nữa. Được chưa? Đấy. Mọi người khai mạch dòng đi. Mạch áp cũng tương tự thế thôi. Cái này là kiểu dạng là cũng là một phần là ôn tập lại cái con bê su này. Đấy, sang mạch áp thì mọi người sử dụng sang cái Smile 2 đi ạ. Trang mới rồi, để bên trang này hết trang nọ lên trang kia. Mạch áp 87L là vào 8 9 10 8 9 10 11. Đấy thì mọi người nhúc kênh 8 8. Thank you.
nhân bản ta là phiên bản 30 giây và tám mươi giây. Tiếp là đến một cái app nữa là kênh 11, nó là app Voltage Scene. Người khai tiếp bài Scene. Full Scene thì mọi người chỉ cần khai 30 giây với cả 80 giây. B. Khai hết cả bài, cả một bì dày rồi. Thử chán sao. Đây, thế là mình đã khai xong mạch app này. Mạch dòng mạch app. Cái này là có thêm một cái là 1mm dày, 87L, có option thêm. Xong giới nó tự nhiên ra. Khi nó khổ
mọi người khai báo được xong đo lường nha. Giờ con bê su thôi, ai quên mở lại xem. Cái này thao tác này phải làm hơi bị nhiều, sao con dơ đen nào cũng phải làm. Khai báo đo lường rồi khai báo. Rồi khai báo IO. Công việc phải làm đi làm lại. Khai gì ạ? Ừ. Là tạm nơi chỉ một người nữa. Là sao lại đưa vào cái khối đấy? Xem lại con bê su mà mình làm đi. Xem cái con bê su à, đây là con 87L cũ mà. Cái con mà mình làm thì mình nhớ đi. Làm thế đâu. Nó nằm ở đâu à? Chắc cái bên đấy chú xóa đi thì nó không có rồi. Nó là như thế thì nó là cái khối em mua đó. Chú phải xem lại cái con bê su mà mình khai. Bởi vì anh đây là đang hướng dẫn là khai cái bê su. Ở đâu? Khai cao hướng một bê su. Xem lại con 87L đấy thì đánh số. Có thêm cái này gì? Cái gì cũng được. Con 87L là cấu hình là nó khai cho nhiều trạng. Bây giờ mình đang khai cấu hình cho mỗi trạng của mình thôi. Mình khai theo cái nhiều trạng lên nhiều. Mình nhìn không cần tổng lại. Nó xóa ở trong đấy đi là nó chỉnh kiểm mỗi cái. Vẫn như nhau mà khác nhau đâu. Vẫn là đổi khác. Smile.
cô gái một cái cô gái ba b trong đúng không? Trong sách này chứ không lo không cho nên mình mạnh thì thọ luôn thì đúng rồi có chuyện này văng xuống là tự thọt ra khi mà cứ bấm thấy mẹ đấy đúng đấy à, đúng xong hết nha à. Đấy để mình khai đi mà còn khác rồi. Cái này nè, cái nhắc mưu tôi lấy lại trên xe máy không? Tôi lấy trên xe ba nữa mình như đây lộn 1, 2, 3, 4, 3, 3 rồi một cái nợ không, cô thằng người à, U chỉ có 3 cái à U không biết nó lấy cái thằng 8, 9, 10 đúng không bạn? Mà họ đúng rồi, 8 đến 10, 8 đến 10, 8 đến 10, xài xài. Wow. Còn chơi còn đó anh. Thường lấy là bao quốc bao năm mà tám chín mười mặt trời ạ ây ấu rồi chứ ấu hoặc rồi lấy như vậy
đâu có ôm lại cái này đâu. Muốn nữa. Cái nhìn nhiều thật đấy mẹ, mình vô hôm trước mình vô đình vô cái phòng bên cạnh phòng để ngủ mẹ thấy nó nhiều quá thì khỏi ngủ luôn. Đấy, xong mọi người lại khai báo tiếp vào cái trang IO nhé. IO IO 87L thì ít ạ. Bởi vì nó có một cạc. Đây. Quy không open, quy không close. BVT xin bà về. Chuyển quyển như này nhá. F679 khởi động AR. F86 Coret 16 giờ phe.
Khai hết in mình khai thêm một trang nữa là ao đấy, ao có bom 4 này, BO1, BO3, BO5, BO7. Bom 4, BO1, sheet 86.
Do là con sao lệch dọc nên là mình đã phải khai báo để truyền cái tín hiệu dòng áp ở sang đầu đối diện đấy, để cho nó thì nó mới có thể làm việc được. Là bảo vệ sao lệch là phải có dòng của hai phía đúng không? Đấy thì bây giờ mình sẽ phải khai báo thêm một cái nữa là mình lại quay lại cái trang AI đấy, thử khai vào cái trang AI đấy. Đấy mình sẽ phải khai báo thêm một cái là mạch dòng ở đầu đối diện nó gửi về bên mình ấy, để nhận ấy. Và một cái nữa là mạch dòng mình gửi cho đầu đối diện. Để làm được cái việc đấy ấy, thì mọi người sẽ sử dụng cái khối là khối đây, mọi người vào cái mục là remote communication ấy. Đấy, có nó có cái mình sẽ sử dụng cái khối là đây, ở đây nó có hai khối, là một khối là 305 nữa, 2M305, một khối là 2M306 ấy, là tương ứng với cả cái cổng LDCM ở sau dơ le đấy. Đấy, nếu mà 305 là mình sử dụng là chuyển đổi quang điện, còn 306 thì là truyền cắt trực tiếp. Đấy thì như trạm mình thì chắc là sử dụng là truyền cắt trực tiếp rồi đúng không? Thì mình sẽ sử dụng cái cổng là 306. Đấy, mình nhúc cái khối là LDCM TRL20306. Nhiệm vụ của cái khối này ấy, tức là mình sẽ nhiệm vụ của khối này là sẽ làm nhiệm vụ là truyền tín hiệu dòng áp sang cái đầu đối diện. Đấy, ở đây tương ứng một khối này là cho điện 9 kênh nhé, để truyền 9 cái tín hiệu gửi sang đầu đối diện được. Đấy, thì mình sẽ đặt khối đầu tiên nữa là y là dòng nữa đấy. Đấy, ba cái đầu tiên là dòng của ba pha đi ạ. Đấy, từ kênh 4 thì ví dụ mình chuyển là áp, không nó chuyển dòng nó chuyển được áp. Đấy, thế là mình sẽ truyền dòng 3 pha, áp 3 pha rồi, thế thôi. Đấy, tức là nhiệm vụ của khối này để truyền tín hiệu analog này sang đầu đối diện, để đầu đối diện nó cũng sử dụng cái tín hiệu này để so sánh. Đấy thì mọi người có thể là cóp lại những cái kênh analog này, gồm có 3 cái dòng với cả 3 cái app. Để đưa vào cái khối này. App nữa. Thực ra thì chỉ cần dòng thôi, bởi vì so lệch mà. Đấy. Do lệch thì mình chỉ cần dòng là được rồi. Đấy, khối này, cái nhiệm vụ của cái khối này ấy, là nó sẽ truyền tín hiệu dòng app gửi sang đầu đối diện. Ở đây thì mình đã đưa 6 tín hiệu sang đầu đối diện, đó là 3 dòng 3 pha và app 3 pha.
đấy, đây là cái gửi đi đấy. Thế còn bây giờ là còn cái nhận về nữa. Để gửi đi này, đây mình có thể chú thích vào. Đây là gửi an la dòng hát sang đầu lưới điện. Thì app thì cũng chả cần, bởi vì là mình dùng cũng có bảo vệ so lệch này, gửi dòng này. Mọi người cần cấu hình mỗi dòng rồi đấy, app đéo cần bỏ này. Thừa bỏ bỏ mẹ, bởi vì so lệch thì mình chỉ lấy dòng thôi. À, đây có cái in này, thêm in là kênh số 4 luôn. Đấy, gửi 4 cái dòng này. App đầu đối diện nó nhận thì nó cũng có làm gì đâu. Sau này sẽ đưa vào cái khối bảo vệ so lệch để so sánh. Ba linh sáu một ba là một. Dòng thì mình sử dụng là CMMXU này. Để mình có thể chú thích vào đây. Dòng. Đấy, dòng thì mọi người đưa tín hiệu dòng. Đưa tín hiệu dòng E03 và 8 mili giây. Tiếp theo đến là app này, à, dòng tiếp đi ạ. Đấy, dòng ví dụ mình muốn xem cả dòng ở đầu đối diện nữa thì lại dùng tiếp CMMXU tiếp ạ. Lại chơi CMMXU tiếp. Cái này là dòng E03. Đấy, mình có thể sửa luôn vào đây. E03i. Còn cái này là dòng của cái đầu đối diện với E03 này. Cái đầu dòng điện remote này. Đấy thì mọi người đưa cái tín hiệu remote 8 mili giây vào. Đây là dòng IA/IBC của E03, còn đây là dòng IA/IBC của đầu đối diện. Đấy, tiếp đến thì mọi người còn thiếu cái là I0, I1, I2 đúng không ạ? Đấy, thì là CMSQ cũng giống như là con Besu đấy.
cái này có thể E03 E03 thì mình vẫn đưa của E03 vào luôn. Bên này là dòng của đầu đối diện V1I0 I1 I2. Trên này là VMI. Đúng chưa? Đấy, thế là mình đã khai báo xong cái tín hiệu dòng điện giám sát đấy. Tiếp đến hết dòng rồi, bây giờ đến app đúng không ạ? App thì nhiều, mình sẽ có app dây, app pha. App này dùng sử dụng cối là VMXU. Cái này là U U dây. Ufa là VNMXU và U0. Đây là Ufa. Đây là U0, U1, U2. Đấy, cái này mình sẽ đưa tín hiệu áp của E03 38mg vào. Đây là tín hiệu áp. Dòng có rồi, áp có rồi. Và một cái nữa là cái axin. Đấy, mình có khai một cái axin này. Axin thì chỉ có pha B đấy. Đây là uxin. Thì mọi người đưa cái uxin vào. Thế là mình đã khai báo đủ là UI, I tại chỗ, U
Usin và còn thiếu là PQ ấy, đúng không ạ? Thì PQ mọi người vẫn sử dụng cái khối là CVMMXN. Đấy, khối này chính là PQ. Ký hiệu là Total. Đấy, ở đây thì đưa của ngăn E03 vào. PQ và cái này nó nhiều hơn BCU là cả là cái dòng đầu đối diện. Đấy, làm xong thì mọi người thực hiện lưu lại. Đo lường mình sử dụng là khối 8 mili giây. Sáu giờ mai mười hai giờ. Thank you.
thì thấy anh thấy là sự thật của Inco 24 thì chỉ thấy nó bị nó đánh cái đó rồi. Này em không sợ nhau hỏi thầy luôn. Thầy nó đánh mà thầy em. Trời. Đây 24 là 28 rồi. Tiền hót có thể bắt. Đúng rồi. Ờ, tiền hót 28 rồi. Nhưng mà nó 16 rồi lắm. 16 rồi. Số mà 24 mà đúng rồi. Số này là 28 đó. Mày em mở ra là xong. Bây giờ còn có 4 mà. Số là 4 mà. 16 này, 16 này. Cà phê bạc xỉu. À đúng rồi, do nãy đấy. Ủa em kia sai. Đấy, được chưa? Tiếp tục nhé. Đấy, mọi người lưu lại rồi, mọi người... Đấy mọi người lưu lại rồi mọi người sẽ bắt đầu chỉnh lại các cái thông số đo lường. Đấy, có tỷ số. Đây mọi người vào cái mục TMR40 để chỉnh tỷ số của TITU 800/1 nhỉ. Đấy, 4 kênh đầu tiên nhỉ. Cái kia là kênh 8, kênh 9 thì là mạch áp thì là 110/110 đúng rồi ạ. Đấy, thêm một cái nữa là cái kênh LDCM306 thì mình on lên ạ. Đấy, rồi mọi người vào cái mục AI đấy. Đấy, chỉnh những cái mà dòng thì mình chuyển về dòng. Cái dòng này chuyển về dòng. Tại mặc định nó đang để app ạ. Đấy, xong mọi người lại vào cái chỗ measurement ấy, cái trang đấy thì mọi người on hết lên. Đấy, on đo lường lên. Đấy, chỉnh cái min để không, giống con BSU đấy.
còn hết lên này. Vẽ cái deep play, graphic deep play lại. Đấy, cái này mình xóa từ con F01 đi này, nó vẫn đang còn cái mấy cái này. Đấy, mình có thể là tận dụng lại, đợi vẽ lại rồi mà. Để mọi người map biến lại. IA, IB, IC.
xong thì mọi người lưu lại. Đấy, nghĩa xong xong cái chỗ đo lường đấy. Đấy, mọi người tiếp tục insert thêm một cái trang nữa. Đấy, trang này mình sẽ vẽ các cái bảo vệ nữa. Protection mình sử dụng các cái bảo vệ. Được chưa? Có theo được không? Ủa cái chỗ người ta kích FL khỏi map biến ra. Phải graphic á? Dạ. Nó có chữ FL, nó map biến km rồi. FL đấy là khoảng cách sự cố. Đã có đâu, mình đã làm cái thế. Mà map, mấy chỉ map, dòng map thì ở chỗ đo lường thôi. Mà thực ra thích thì map vào, không có thì thôi. Mấy cái đấy quan trọng gì đâu. Chẳng có vẽ ra để nhìn mấy cái đo lường này chứ con bảo vệ có cái gì đâu. Còn cái edit à, cái chữ chó hả? Ừ, edit đã có rồi, mình đã dùng cái khối select rồi. Tạm thời xóa đi rồi. Tí map, tí vẽ xong thì map. Phiếu đấy thì mọi người có thể đến bước này thì mọi người có thể là xem cái phiếu chỉnh định layer này, mở phiếu chỉnh định layer xem có chức năng gì. À 87L21676779725 đấy, thì ở đây mọi người đầu tiên sẽ làm cho mình một cái logic là gọi là chip chung ấy, giống như con rep này. Đấy thì để làm cái logic chip chung này thì mọi người sẽ sử dụng cái khối là smpptrc1. Đây chính là cái khối để chip chung người đưa ra, nó chính là general chip. Đấy mọi người có thể đưa cái tín hiệu chip của nó là ở trên nó có phải chip pha đấy. Chip L1, chip L2, chip L3 đấy. Để mọi người có thể đưa ra. Đấy và dùng một cái khối nữa là khối TBA GAPC. Đấy khối này. Đấy, cái khối này chính là cái khối chip matrix logic ấy. Đấy, khối này nó có 3 cái out ạ. Đây, tức là out 1 thì là từ 1 đến 16 ạ. Khối này có 32 đầu vào. Out 1 từ 1 đến 16 là out 2 thì sẽ nhận tín hiệu là cho 17 đến 32 ạ. Còn out 3 thì là từ 1 đến 32 ạ. Đấy thì mình sẽ dùng cái out 3 này đưa vào cái chip on của cái SMPTRC để cho gen chính là thể hiện là general chip. Đấy sau đó thì mình sẽ đưa các cái bảo vệ vào đây. Tại sao dùng cái L3 để biểu thị cho cái là general chip? Cái L3 thì nó sẽ lấy được là từ 1 đến 32. Cái L1 thì là chỉ được lấy từ 1 đến 16. Còn ao 2 từ 17 đến 32 thì lấy ao 3 nó sẽ bao gồm hết luôn. Đấy mọi người chỉ vào sẽ thấy cái chú thích này. Đấy. Đấy làm xong thì mọi người lưu lại. Đấy đây là chính cái logic của general chip. Đấy, sau khi mà lưu lại ấy, thì nó sẽ có cái thông số thì mọi người on lên này. Nó đang up này. On cái SMPTRC này.
còn. Tám trăm chia một ngăn một bảy một đây. Em mọi người vẽ được cái logic general chip này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp sang đến phần mà sẽ nhấc cái khối bảo vệ lại theo phiếu chỉnh định Zoller. Đấy thì mọi người có thể mở cái phiếu chỉnh định Zoller của cái ngăn E01 ra để xem tạm. Đấy, chức 87L này có những cái chức năng là dùng F87L này, với cả F21 4 zone này. Khóa dòng chạm đất 79 ấy. Thôi rồi, không có thế này được, không có chi tiết à. À đây chị, à đâu, không có. Ui. Phiếu 87L mỗi thế được à? Không có chi tiết kiểu như này nhỉ. Nhìn nó scan cho mình nhập. Scan phiếu. Phiếu 87L là có mỗi thế này, không có chi tiết như kiểu con mấy con chung thế à? Có, ờ, hay đây. À đây là máy biến áp mà. Không biết nó chạy đâu à. Thôi nhìn đây cũng được. Nhìn đây là mình có thể nhúc được các cái khối bảo vệ rồi. Đấy, thì mình sẽ nhúc các cái khối bảo vệ là có 87L này. Nhưng mà trong chi tiết này nó sẽ đầy đủ hơn. 87 chức năng 87L thì mọi người thấy ở cái bên chỗ object type sẽ có cái là deep protection ấy. Thì mọi người nhúc cái khối là L4 CP deep 1. Đấy, đây chính là cái khối mà bảo vệ 87L đấy. Đấy, nhiều đầu vào kinh. Cái này nó có đầu vào nhiều lắm. Đây ví dụ EU luôn này. Đấy tức là cái L4 ấy, tức là con này là so lệch có thể cho 4 đường dây luôn. Nhưng mà của mình chỉ có 2 thì mình chỉ sử dụng cái là cái 1 với cái 2 ạ. Còn mấy cái kia mình không dùng thì mình up đi. À đấy quên là mọi người phải viết ra những cái định nghĩa, quên mất đấy. Mọi người thêm cho mình một cái trang là về trang để có những cái chung này. Giống như con Vesu rồi. Common này. Đấy, cái này mình sẽ vẽ ra những cái logic của những cái chung giống con Besu. Định nghĩa đúng sai. Định nghĩa đúng sai là mình dùng một khối quần trô ấy đúng không? Để quần trô đi. Đây mình dùng cái khối này FXD sai để định nghĩa chu phô.
và một cái là tôi cảm thấy cái một cái nữa là vẽ cái logo robot ạ, giống của con Besu. Những cái này là những cái mặc định con Zelea Besu nào nó cũng phải có, đó là dòng 670, 650. Rồi, chuẩn. Ủa, xem bảng setting đính kèm. Đề nghị đưa tín hiệu chip 3 pha 87L21 vùng 123 POTT cấp 67. 67L cấp. Đi khởi động chức năng 79 3 pha trong Zelea 87L. À, cái này là có cả tầm 79. Điều hiệu đưa tín hiệu chip 3 pha cấp. Đi khởi động 79 trong 87L. Đây chi tiết phiếu đấy. Phiếu đây đặt tỷ số đây, cái này mình đặt rồi này, tỷ số TRM40 này. Đây là đến cái tần số này. Đấy mọi người xong chỗ còn trôi chưa? Để lưu lại này. Lưu lại rồi chỉnh thông số của cái này giống con Besu ạ. Lock RAM là internal này. Cái này chọn yes. Remote station. Thế thì mọi người có thể xem phiếu chỉnh mấy cái thông số này. Bright đấy, 50Hz 123 110 800 152.5 đấy đúng rồi. Đấy, tiếp đây là đến bảo vệ L4 CP deep đấy. Đấy, chính là so lạch này. Đấy, mình sẽ nhúc vào cái khối bảo vệ này. Đấy, tiếp là đến khối LMBR FLO. Đấy thì cái khối so lạch này thì mọi người có thể cấu hình được rồi đấy. Đấy, dòng này chỗ I3P1 thì là mình đưa cái E02 vào, E03 vào 1 mili giây. Tại vì khối này là phải 1 mili giây mới tác động. Còn cái 2 thì mình đưa của remote vào, remote 1 mili giây. Đấy tức là nó so sánh dòng của E03 và cái đầu đối diện đấy. Đấy còn những cái kênh này mình không sử dụng thì mình sẽ up đi ạ. Đây up này. Không sử dụng app với cả mình đọc hết đi.
đưa các đồ ra chip cái start này. Đấy, mọi người ở cái chỗ BI của mình có khai là có một cái khóa là 87L up ấy. Mọi người có thể đưa vào cái chỗ này để khóa chức năng. Đấy, đưa vào cái block này. Đưa cái tín hiệu khóa 87L up vào. Đấy, tức là khi vặn khóa up thì là khóa cái chức năng này. Cái này L4 mình có ký hiệu là F87L đó. GBS hoặc cái này lấy có hiểu đâu nè. Đâu cái gì? Cái GBS hoặc tất cả các kênh GRP up. GRP up chính là cái chỗ mình viết định nghĩa lúc đấy. Từ cái khối này ra này. Mình nhắn vào cho nó đủ thôi chứ không dùng. Mình không đưa vào nó lỗi đấy, nó bị nó không xanh, nó là hầu hồng đấy, tí mình không ghi được file đâu. Phải xanh như này, tất cả đều phải xanh như này. Ủa, GAP off là gì? GAP off là gì? Cái đấy từ cái khối định nghĩa này. Mình phải làm, quên mất đáng nhẽ lấy phải làm cái định, mấy cái định nghĩa này đấy. Cà phê phố. Được chưa? Chỗ này xong chưa? Đấy, sau này mình xem phiếu thấy có cái là L, M, B, R, F, L, O nữa. Nhúc cả khối đấy ra. Đấy, L, M, B, F, L, O này. Cái khối này là khối khoảng cách sự cố đấy, full locator đấy.
Đấy, khối này thì nó cũng mình phải đưa tín hiệu dòng mà. À, cái này là Fed Select L1. À, cái này không phải là đưa dòng mà là đưa tín hiệu khởi động vào. Khởi động. Đưa việc giải lao đó. Giải lao à? Ờ, tại con này cấu hình khó mà các chú lại chọn ngay con khó đầu tiên. Giải lao. Thì cứ gặp sự cố là mình cứ mua một tờ giấy số. Fed Select là một. Chẳng biết cho nó còn cơ hội. Nó lắc một cuối mà không có kịp luôn. Tắt thẻ đấy. Mẹ em cũng bị lắc nó tắt mẹ nó đỡ lắc. Đấy, thế là được cái khối so lệch đấy. LM là gì nhỉ? LMBFRO. Đấy là khối khoảng cách sự cố ấy. Full locator ấy. Thì là full. LMBFRO. Đấy, trong cái chỗ monitoring. Nó là cái này. Mình nhớ có nó có cái khối này nó lại lấy là tín hiệu, tức là tín hiệu của từng pha Fed Select L1, L2, L3 thôi. Tức là khối này là xác định từng pha khởi động. Tức là khi mà xảy ra sự cố thì khối này nó sẽ tính toán một trong ba pha. Đấy, nhưng mà thì mình có thể ở đây thì mình có thể đưa luôn cái start chung vào đây. Từ cái chỗ đây, từ cái chỗ start chung này, tức là khi khối chip chung nó khởi động thì là khối này nó sẽ tính toán luôn. Fed Selection là một. Nhưng mà cái khoảng cách sự cố này ấy, thì là nó chỉ tính được, nó chỉ tính cho cái bảo vệ khoảng cách thôi. Thì cái chỗ này là mình phải đưa cái bảo vệ khoảng cách vào, bảo vệ khoảng cách vào để người ta có nói. Đây này, ví dụ khoảng cách sự cố là phải có R với cả X này. Đấy thì là ví dụ như cái này là mình chỉ, tức là ba cái này mình đưa cái bảo vệ khoảng cách vào thôi. Cái này cứ để trống, tạm thời để trống, tại vì mình chưa nhúc cái khối bảo vệ khoảng cách ra. Bây giờ mình cứ nhúc hết đầy đủ hết các cái khối bảo vệ đã. Đấy, tiếp LMBRFLO có đây. Đây, tiếp đến một cái chức năng nữa là ZCVPSort. À, chức năng sort. Đây, sort đấy. Đấy, trong cái impedance protection đấy, nó có chức năng sort đấy. Cái này là sort là trông đóng vào điểm sự cố.
cái này mọi người đưa tín hiệu dòng áp của E03 tín hiệu 30 giây nhé. Đưa tín hiệu dòng áp vào. Impedance protection. Đấy, cái tín hiệu này là còn có phải đưa cái tín hiệu vào để external enable. Tiếp đến chức năng nữa là chức năng ZMF Predict. Để mình có thể sinh thêm trang nữa này. Nhiều quá. ZMF Predict. Đấy. Đưa dòng app ạ. À. Thì nó có tín hiệu chip chung này. Rồi chip zone này. Chip zone 1. Chip zone 2 này. Chip zone 3. Chip zone 4. Đây chức năng 21 đấy. Do phiếu nó chỉ có 4 vùng thôi thì mình đưa 4 vùng ra thôi. Hello, 5 vùng luôn nhé, phiếu. Ủa, có nhiều nhỉ? Bốn vùng đấy mà. Zone 4 enable, zone 5 forward. À, zone 5 là up rồi. Để chỉ dùng có 4 vùng đấy. Ngoài ra thì mình có thể đưa cái tín hiệu là full detect L1, L2 đã. ST1 là sao? ST là start đấy. À, start vùng 1. Start vùng 1. Khối này rất nhiều đồ già, nhìn chi chít. Bởi vì nó là tích hợp luôn. Đấy, mọi người đưa thêm cái tín hiệu đó là sự cố pha đã. Đấy. For detect L1, L2, L3. Đấy là khi sự cố pha. Sự cố pha thì là đưa ra. Cái này mình sẽ đưa vào cái khối khoảng cách sự cố ấy. Để xác định khoảng cách sự cố. Nhưng mà khi có xảy ra sự cố thì nó sẽ tính toán. Cái này chính là F21 này. Cái này chính là của F21 này. Đấy, cái này mọi người sẽ đưa vào cái đầu vào của cái khối khoảng cách sự cố để cho tính toán khoảng cách. Đây thì mà gọi tiếp ạ.
Đấy, tức là cái khoảng cách sự cố là chỉ dùng cho cái bảo vệ khoảng cách thôi, là sẽ tính toán được chính xác. Tại vì là bảo vệ này nó có cả dòng app mà tính tổng trở. Tại vì trong cái setting của cái khối khoảng cách sự cố là người ta cũng phải điền những cái thông số RX nhỉ. Đấy, mọi người nhúp được cái khối F21 rồi ạ. Cái khối local ghi sau ở trên khối trong đấy đâu rồi? Cái khối trên file locator. File locator ấy. Đấy, mình lấy từ cái chỗ file, từ cái chỗ khối khoảng cách này nè. Không, em chưa hỏi, lấy khối trong đấy mà từ chỗ nào? Đấy ạ. Trong này là monitoring. Đây. Cái này làm viên mới nhớ đúng không anh? Cái gì? Mình làm viên mình mới nhớ, làm đâu mình kéo cho nó nhanh. Chứ không là đâu biết làm cái này. Ừ, đúng rồi, mình chỉ biết tra phiếu thôi, mình mò từng chỗ một thôi. Ra mấy con bảo vệ này bình thường là nó cũng có cấu hình mặc định rồi ấy. Chẳng qua đây là mình đang xây dựng lại nó từ đầu ấy. Nên là tìm chỗ nào nhúc ra nó hơi vất vả hơn. Nên nó có cấu hình mặc định thì mình chỉ được sửa thôi. Đây, thế là mình đã có khối khoảng cách rồi. Đấy, cái khối khoảng cách này nó có một cái tín hiệu là VT này, VTZ, VTSZ này, tức là đấy, mình có thể đưa cái tín hiệu VT vào. Đấy, VT, ví dụ VT đường dây này, VT đường dây 3P này. Ý nghĩa tức là khi mà VT nó nhảy thì chức năng khoảng cách bị khóa luôn. Đấy, mình có thể đưa vào luôn. Đấy, tức là khi VT fail thì chức năng khoảng cách mất NCV quá chức năng. NCV 3P line ấy. Thế là mình đã cấu hình xong cái chức năng F21, nhúp được cái khối đấy này. Để tiếp mình sẽ nhúc tiếp kéo tiếp cái chức năng khác là ZMRPSB nhé. ZMRPSB thì là chức năng power swing dao động công suất S68. Đây. Đây, nó là khối ZMURPSB. Trong phiếu là thiếu chữ. Để dưới này. ZMBURPSB.
F68. Đấy thì mình đưa dòng áp 3mm thôi ạ. Chỉ có bảo vệ so lệch là cần 1mm dây, còn đâu mấy cái bảo vệ kia thì toàn là 3mm dây, 3 và 8mm dây. Đấy, tiếp mình tra tiếp là đến tiếp theo, đến chức năng tiếp theo là ZCP-SCH. Để cho ZCP-SCH ở đâu? Đây, ở trong scheme communication ZCP-SCH có. Đấy, cái này là chính là chức năng truyền cắt nhỉ. POTT là cái này. POTT. POTT là truyền cắt đầu đối diện. Ừ. Cũng dùng 30 dây. Đấy, nhưng mà chức năng này nó là truyền cắt của cái chức năng khoảng cách ấy. Truyền cắt của khoảng cách. Nên trong phiếu của mình thì cũng chỉ có chức năng khoảng cách là truyền cắt. Truyền cắt POTT. Tám bảy L là nó cũng là kiểu truyền cắt ấy, mà nó là so sánh dòng hai đầu ấy với nhau ấy. À, truyền cắt rồi. Nó tự đo, nó tự cắt. Ờ, nó tự đo rồi. Chứ đây là kiểu truyền cắt khác. Cái này là truyền cắt như là ví dụ như là vùng 1, vùng 2 ấy. 1, vùng 2 thì vẫn là dùng dòng áp ở bên này thôi. Truyền cắt của khoảng cách. Thì mình vẫn chỉ là dùng dòng áp ở một bên. Đấy, sau ví dụ nó cắt thì là nó chuyển sang đầu kia nó cắt luôn. So lệch là nó so sánh dòng điện thôi. 85 đấy, cái này chính là F85 đấy. Cái đầu ra POTT tiếp với CS nó khác nhau gì vậy? F85 này. Chip á, chip tức là nó cắt thôi, còn CS là mới chỉ là gửi tín hiệu đi thôi. Nên mình chỉ là mình thấy carrier send signal. Tức là khi mà nó khởi động thì nó sẽ gửi tín hiệu sang đầu kia kìa. Và khi đạt đến cái ngưỡng thời gian ấy thì nó chip thôi. Thì tí nữa mình phải cấu hình cái tín hiệu CS này để gửi sang đầu đối diện. Đấy, và đầu đối diện nó cũng có một cái để nó gửi về bên mình để mình nhận về. Đây này, ở đây của mình có một khối này, nó có một cái đầu vào là carrier signal receive đấy. Nên là khi gửi đi và nhận về đạt thì là sẽ cắt. Đầu kia nó cũng có một khối như này nó gửi về mà. Đấy, còn khi mà ví dụ như cái vùng 1 ấy, thì khi mà vùng 1 nó tác động thì nó vẫn cứ cắt như bình thường thôi.
đấy, còn gối khối này nó sẽ gửi tín hiệu sang đầu kia. Đây, tiếp này lại còn có một cái khối chức năng khác nữa là BRCPTOC. Cái này là 85 này. Đây. BRCPTOC nó là trong Current Protection. Đây, cái chức năng này là bảo vệ đứt cáp. Chức năng này nó chỉ có dòng, đưa dòng vào được 8 ms. Đây là broken conductor. Đứt cáp. Nhiều chức năng á, cực kỳ nhiều luôn. Này, mình nhút vào cái khối đấy chưa? BRCPTOC. Đấy, tiếp là đến khối OC4PTOC, cái khối này là quá dòng này. OC4PTOC đây. F67. Sao cái này lúc dùng 8 lúc dùng 3 ms một khối không? Đây này, mình phải nhìn vào cái khối này, tính chất của cái khối này, nó có 8 này, mình phải đưa 8 vào. Đấy, còn những là 3 thì phải đưa 3. Phải trùng với cả cái cycle time của cái khối đấy. Đấy, như cái OC4 này là 8 ms này, quá dòng này dùng 8 ms. Quá dòng có hướng. Có là 8. Hả? Nó có 8 ms mình đưa vào 8 ms ạ. Ờ, nó phải trùng nhau ấy, cycle time trùng nhau. Cái khối này thì mình chỉ dùng 2 cấp thôi. 2 cấp thì mình đưa 2 cấp thôi. Còn mặc định là nó có đến 4 cấp. Quá dòng này. Tiếp theo là đến chức năng là F4PTOC1 là chạm đất. Chức năng chạm đất này cũng dùng 2 cấp này. F4. Đây. Đây, thằng này là F67N đúng không? Mình cái này cũng dùng 8 ms.
tiếp lỗi đến khối là LCP TTR 1. Cái này là F49 khoảng chống quá tải. LCP. Đây. F49. Tiếp theo nữa là đến chức năng SMBR REC. Đấy, cái này là F79 đóng nắp lại. Khối này thì nó không có đầu vào dòng áp. À, khối này là mình đã có cái khóa 79 thì mình đưa on off vào đây. AR. Đây, F79 on. Cái gì? Cái đấy là F67N mà nó quá dòng chạm đất. Đấy thì cái 79 này mình có thể đưa các cái đầu ra để success này, 79 success này. In progress này. Close CB này. Đây có một cái là start này. Đấy, tức là những chức năng nào đi khởi động 79. Đấy. Thì mình có thể đặt một cái khối logic O ở đây. Đấy cái 79 này phải đưa nhiều đồ vào CB ready này. CB ready thì là lò xo căng. Để đưa tín hiệu lò xo căng này. Đây. Và cái là CB close là trạng thái máy cắt đóng. Mình đưa cái quy không của đầu đây đấy. Tí nhé, không nhiều quá. Nhiều quá anh ơi.